các bạn nào thích đại bàng vàng thì các bạn thử 5ml 10ml bên mình có chiếc nha. Để thử mùi hương cho các bạn xem cái mùi hương nó. Rồi, cái mùi hương này là mùi hương nó dạng như là tươi mát, mùi cam chanh tươi mát và hương gỗ nha các bạn. Mùi này là mùi nam. Mùi nam tươi mát, cam chanh, hương gỗ. Bạn nam nào thích kiểu hương gỗ như thế này thì các bạn có thể mua. Hôm nay mình chiết cho khách thử thử hương 5ml và 10ml, các bạn có mua thì các bạn nhắn nha.